ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc chị Đỗ Thúy Nguyện 1992 ở buôn bản Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, nữ nhân viên phụ service bị hành hung ác phải nhập viện trong lúc đang làm việc, công an huyện Ứng Hòa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ứng Hòa xác định chị Nguyện bị nhiều vết yêu quý tích ở vùng mặt và vùng bụng. Đặc biệt, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ việc gồm Trương Mạnh Hiệp 1988 và Tưởng Kim Hồng 1987, cùng trú ở buôn bản Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Phan Trung Đức 1994, trú ở buôn bản Phương Tú, Ứng Hòa, Nguyễn Xuân Sơn 1988, trú ở buôn bản Liên Bạc, Ứng Hòa, Trịnh Minh Hiếu 1995, trú ở đô thị Dân Đình, Ứng Hòa. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập các đối tượng trên để làm việc nhưng bốn người Đức, Sơn, Hiếu, Hồng không có mặt tại địa phương. Làm việc với Trương Mạnh Hiệp, cơ quan công an xác định trưa ngày 20 tháng 10, Hiệp cùng với Đức, Sơn, Hiếu, Hồng đón xe buýt từ Xà Kiều, buôn bản Quảng Phú Cầu huyện Ứng Hòa về đô thị Dân Đình. Trên xe, Tưởng Kim Hồng và Trịnh Minh Hiếu có hành vi đấm và đá chị Nguyện. Hiện các lực lượng tính năng đang tổ chức truy bắt nhóm đối tượng này để điều tra, làm rõ vụ việc. Công an thành phố đòi hỏi các đối tượng đến công an huyện Ứng Hòa trình diện, làm việc, nếu cố tình trốn tránh sẽ bị xử lý nghiêm theo điều khoản pháp luật. Trong ngày 21 tháng 10, công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây yêu quý tích đối với nhóm thanh niên hành hung ác chị Nguyện đúng ngày 20 tháng 10. Theo đó, quyết định này đã được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, khoảng 12 giờ 45 ngày 20 tháng 10, xe buýt ban kiểm soát 2918823 đang vận hành chở khách chiều từ bến xe Mỹ Đình đi bến xe Hồng Quang, đến khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội thì có một thanh niên đứng giữa đường chặn lại. Sau đó người này cùng bốn thanh niên khác lên xe. Quá trình di chuyển nhóm khách trên đã rỉ tai rất nhiều, có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự và còn trêu ghẹo bác tài và phụ xe buýt. Sự việc làm ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe nên chị Nguyện đã nhắc nhở. Lúc này một đối tượng xông vào đạp vào người thì chị Nguyện phản ứng. Thấy vậy, ba người trong nhóm thanh niên xông vào tấn công nạn nhân chấn yêu quý. Sau khi hành hung ác chị Nguyện, một người trong nhóm thanh niên đã đưa 1 triệu để chị Nguyện đi mua thuốc nhưng chị không cầm. Khi xe buýt đến điểm dừng chân gần sân vận động Ứng Hòa thì các đối tượng trên gấp rút ra đi xe. Chị Nguyện được đưa đến bệnh viện đa khoa Dân Đình rửa vết yêu quý rồi lên công an trình báo. Sau đó, nạn nhân quay lại viện kế tiếp điều trị.